Vâng, em chào các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Và xin kính thưa với quý vị, xin các bạn, ngày hôm nay thì Tuấn Anh sẽ giới thiệu đến cho tất cả mọi người một mẫu xe rất rẻ tiền, hơn 100 triệu đồng thôi mà quý khách hàng đã sở hữu được một chiếc xe sedan 2 đầu, kiểu dáng đẹp, đời cao. Và đây là một chiếc xe gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ. Vậy thì quý khách hàng, bà con, cô bác, anh chị em nào có nhu cầu mua chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Hôm nay thì Tuấn Anh sẽ giới thiệu đến cho anh em một chiếc xe Gentra 2010, Daewoo Gentra 2010, tư nhân chính chủ biển Thái Bình, xe đẹp và không có lỗi, không đâm đụng, không tai nạn và không ngập nước, sơn xe màu đen, đăng kiểm tháng 9 năm 2022. Vâng, một chiếc xe đẹp, một chiếc xe rẻ như thế này thì đang có mặt tại cửa hàng của Tuấn Anh ô tô Hải Phòng với cái giá dao động 155 triệu đồng là cái giá em bán ra. Vậy thì quý khách hàng, bà con, cô bác, anh chị em nào có nhu cầu về chiếc Gentra này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Địa chỉ cửa hàng của em thì nằm tại ngay thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Và rất kính mong quý vị, anh chị, khách hàng có thể đến trực tiếp cả bên em để xem và trải nghiệm về cái dòng xe này. Vâng, 17A20648 là biển số của chiếc xe này. Và xe thì nói chung là cái dòng xe mà nó có hơn 100 triệu. Đấy, mà lại đời cao, giá rẻ như thế này thì chắc chắn là đó là một trong dòng xe mà khá là dễ dùng tại thị trường Việt Nam. Và tất nhiên thì một cái trong dòng xe cũ như thế này thì không thể tránh được những cái va quẹt, xước sát, tỉa sơn bên ngoài. Vậy thì quý khách hàng, bà con, cô bác, anh chị em có nhu cầu về chiếc Gentra này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng để cập nhật thêm những cái dòng xe mới về. Đấy. Với dòng Gentra thì trang bị khối động cơ 1.5. Và mức tiêu hao nhiên liệu của nó rơi vào tầm 7 lít trên 100 km. Và biển 17A20648, tư nhân chính chủ biển Thái Bình, quê của chị 25 tấn luôn. Về phần đèn đó, một chiếc xe thì khá là sáng bóng đều nhau. Còn lại thì nhìn thì nó khá là cứng xe. Tất cả những cái mép cabo của nó khá là cứng cho mọi người. Tất cả mép cabo của nó khá cứng cho mọi người. Vâng, đăng kiểm thì đến tháng 9 năm 2022 anh em nhé. Rất ok cho mọi người. Tất cả kính của nó là rất là đẹp, xịn sò. Lốp dép của chiếc xe thì khá là cứng cho mọi người. Lốp rất đẹp và mua lê cô lốp của chiếc xe này khá mới. Đó. Tất cả những cái tay nắm mở cửa mạ chrome rất sạch sẽ và đẹp đẽ. Và dòng Gentra này thì form dáng của nó cũng khá đẹp. Và đặc biệt là nội thất của chiếc xe thì chúng ta sẽ cùng xem. Nội thất của dòng Gentra là một trong dòng xe nội thất có cái nội thất cực đẹp ở cái phân khúc giá rẻ như thế này. Anh em thấy đây. Tất cả cô lốp của nó không có bục bọc luôn. Ở đằng sau chúng ta nhìn cái form của nó thì cũng khá đẹp. Đó, form đèn khá ok cho mọi người. Đó, khá xịn sò anh em nhé. Khá xịn sò, rất xịn sò. Đèn đó nó rất ok nhé anh em nhé. Với giá tiền chỉ có 155 triệu đồng thôi mà quý khách hàng đã sở hữu được một chiếc Gentra 2010, tư nhân chính chủ biển Thái Bình, xe đẹp không lỗi luôn. Đó, quá ok cho mọi người. Rất xịn sò luôn. Nốp dép của nó thì còn đến 70-80% nữa. 70-80% nốt dép rất xịn sò. Và giờ chúng ta sẽ đi vào phần nội thất để xem được. Tuấn Anh bảo nội thất nó đẹp như nào. Đấy, nội thất chiếc xe anh em thấy này, rất sáng sủa và rất đẹp, được trang bị một bộ nội thất màu kem và màu đen phối hợp với nhau rất tinh tế luôn. Trần của nó trần nỉ nguyên bản bọc ni lông từ đầu. Đấy. Còi rất to, tất cả những con ốc bản nè rất đẹp. Và tất cả những cái mà chủ người ta thay dầu định kỳ. Đấy, anh em nhé, rất xịn sò, tất cả cái tắp ly nỉ hết trên xe. Đó, keo chỉ zin không lỗi, không đâm đụng tai nạn vào những cái phần cột kèo đầu đít như thế này, không đâm đụng tai nạn vào phần cột kèo như thế này thì quá là ok cho mọi người rồi, đúng không ạ? Quá chất lượng rồi chứ không phải bàn cãi gì về chất lượng của dòng Gentra này. Tất nhiên thì cái ghế của nó thì nó có hơi độ cũ. Đấy, ghế da của nó hơi cũ vì từ năm 2010 đến giờ mà các bạn, đúng không? Anh em nhìn thấy đây, rất xịn sò, rất xịn sò. Tất cả đều rất là zin cho mọi người, từ những con ốc bản này, zin đi. Tất cả rất xịn sò, rất đẹp cho mọi người. Rất ok anh em nhé. Cột kèo của nó đây anh em có thể thấy được này. Cột kèo thì cam kết cho anh em là những cái phần cột như này là không có lỗi rồi. Đấy, không ai bán, bên em không bán xe lỗi cột. Đấy. Rất ok cho mọi người. Rất xịn sò đây. Rất đẹp. Với giá thành cũng khá là hợp lý cho mọi người.
Vậy thì quý khách hàng, bà con, cô bác, anh chị em nào có nhu cầu về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho tôi, gọi phòng. Số điện thoại của em là 081 666 2386 và 0971 255 863. Địa chỉ cửa hàng của em thì nằm tại ngay thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện Đan Phượng, thành phố Hải Phòng. Vâng, đây là phần gầm này, gầm bệ đây này, quá chắc luôn. Đó, tất cả là không có đâm đụng tai nạn nhé. Với giá tiền hơn 100 triệu, 155 triệu thôi thì quý khách hàng đã sở hữu được chiếc Gentra như này. Thì theo em thì với cái tầm tiền như vậy, mua dòng Gentra này nó cũng là một trong dòng xe khá là hợp lý cho mọi người. À, khá hợp lý cho mọi người, rất xịn sò, chạy rất bốc luôn nhé. Con này chạy cực bốc vì động cơ 1.5 rất khỏe, rất khỏe cho mọi người. À, siêu đẹp, siêu rẻ và rất hợp lý cho tất cả mọi người dân tiêu dùng như thế này. À, rất ok. À, rất xịn sò. Tất cả đều rất là đẹp và rất xịn sò, rất ok cho mọi người, đúng không ạ? Vậy quý khách hàng, bà con, cô bác, anh chị em có nhu cầu về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho tôi, Hải Phòng. Đăng kiểm thì đến tháng 9 năm 2022. Đó, một chiếc xe khá hợp lý, khá chất lượng, khá ok cho mọi người. Vậy bà con, cô bác, anh chị em có nhu cầu về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho tôi, Hải Phòng đi ạ. Vâng, một chiếc Gentra khá hợp lý. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần khoang máy của chiếc xe, khoang nội thất của chiếc xe chất lượng như thế nào. Vâng, vô lăng của nó khá đẹp, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ đề máy lên nhé. Đấy, máy nổ khá êm, điều hòa khá mát luôn. Xe chạy 14 vạn 2.785 km. Đây xem, thay dầu từ lúc 13 vạn 8.620 km. Đấy, số km thay dầu, chuẩn bị đến đợt thay dầu rồi là 14.696 km là sẽ thay dầu. Thay ngày 28 tháng 1 năm 2022. Đấy, rất đẹp, đúng không ạ? Chú Khải. Đấy, nước An Dương, Hải Phòng đây. Rất ok cho mọi người, rất đẹp cho mọi người. Đấy, hệ thống cam lùi đầy đủ hết theo xe. Và gạt mưa phun nước của chiếc xe thì rất ổn định, rất xịn sò, rất ok cho mọi người. Cửa kính này lên xuống ổn định và rất chất lượng, đúng không ạ? Vậy thì quý khách hàng, bà con, cô bác, anh chị em nào có nhu cầu về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo ngay cho tôi, Đinh Công Tu, Hải Phòng qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Bà con, cô bác, anh chị em nào có nhu cầu về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên. Đấy. Và đây là phần khoang máy của chiếc xe này. Máy móc của chiếc xe còn rất là zin cho mọi người. Máy móc còn quá chất luôn, không có ngấm dầy dầu, rổ dầu gì. Tất cả các con ốc của nó đều rất là đẹp, vẫn bụi bẩn bình thường như thế này. Vậy thì có yên tâm để chúng ta sử dụng hay không? Đấy. Quá ok cho một chiếc xe như thế này. Gentra mà đẹp và máy cứng như thế này thì khá chất lượng anh em nhé. Đấy, không phải bàn, không phải cãi về chất lượng của chiếc xe này làm cái gì cả. Với giá tiền chỉ có 155 triệu đồng thôi mà quý khách hàng đã sở hữu được 155 triệu đồng, mà quý khách hàng đã sở hữu được chiếc xe như này thì phải nói là quá chất lượng và quá ok rồi. Vậy thì bà con, cô bác, anh chị em có nhu cầu về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo ngay cho tôi, Hải Phòng đi ạ. Một chiếc xe khá hợp lý, khá chất lượng như thế này. 155 triệu đôi là quý khách hàng, bà con, cô bác, anh chị em đã sở hữu về chiếc xe này. Ôi trời ơi, có một cái đèn gầm bị cháy rồi. Cái đấy thì đơn giản thôi. Đấy. Tôi anh sẽ quay lên cho mọi người. Tôi anh sẽ sửa sau cho mọi người. Vậy cảm ơn tất cả mọi người, quý khách hàng, bà con, cô bác, anh chị em đã theo dõi và ủng hộ cùng tôi, anh, của tôi, Hải Phòng. Một lần nữa xin chào và còn lại quý vị và các bạn ở những cái video tiếp theo của chương trình. Vâng, xin trân trọng cảm ơn tất cả mọi người.